Hi, cho anh em ngồi chị Chị Lượng, mình nhà tờ lũ N98. Dù cả trở lại bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay tiếp tục là một ngày bận rộn mình. Hôm nay giờ mới lạc đây. Hôm nay có những cái sự kiện gì đáng chú ý? Mình nhớ nhầm được hồi nạp kép đấy. Rồi, đầu tiên là túi quà Gonit và Yorizi. Chắc chắn rồi, không tham gia làm gì cả đấy. Bảo vệ Yorizi như kiểu bảo vệ cà phẩy thôi. Thường thường cho chúng ta khoảng 30-40 kim cương là tối đa, kèm theo hai cái mảnh Yorizi đổi vật phẩm hot. Đây là sự kiện gọi là còn sót lại từ hôm qua thôi, không reset. Tiêu kim cương nhận quà có lẽ là sự kiện đáng chú ý hơn cả. Tuy nhiên thì mình tin rằng rất là nhiều người đã khô máu ở cái sự kiện Omgarugo vừa rồi, cho nên lượng kim cương nó cũng sẽ giới hạn. Với những ai còn kim cương thì sự kiện xem nó có ngon không ạ? Hồ điệu sách tự chọn và hồ vũ khí thì cũng tự chọn luôn. Cá nhân mình nhận định thì nó khá là thơm ngon, đúng không? Khá là thơm ngon. Khi mà cái những tự chọn là được rất là thoải mái rồi, tự chọn rất là thoải mái rồi. Tiêu gì là một cái điều phải suy nghĩ thôi. Tăng nhập mảnh vạn năng rồi, săn và sao Yorizi, rất nhiều thứ liên quan Yorizi đúng không các bạn? Đấy. Rồi, quà nạp ít tặng nhiều, mình nghĩ đây nên gọi là nạp nhiều tặng ít thì đúng hơn. Đấy, chứ không phải là nạp ít tặng nhiều. Mỗi ngày 600 kim cương, tổng cộng là 3.000. Nhận được phần thưởng chủ yếu là một ít đá thân, vàng và mảnh hụt khí. Đoạn cuối có thêm 2 dương phím cam, 10 dương mảnh vạn năng. Tổng kết là 15 cái mảnh vạn năng. Theo cá nhân mình đánh giá thì thực sự đây là nạp nhiều, cái gì nhỉ? Nạp nhiều, nhận ít thì đúng hơn, chứ ngoài lại bị nhận nhiều. Rồi, nó không ngon lắm. Kể có cái hồn vũ khí gì thì nó còn đỡ đỡ. Săn bản sao Yorizi 3 lần, tẩy luyện chúc phúc mình nghĩ rằng rất đơn giản thôi. Rồi ok, hồn nạp kép. Thú thực với các bạn, mình chưa có thời gian để suy nghĩ xem mà nó hên hay nó không hên. À, có nên tham gia hay không để kiếm mảnh Yorizi hoặc là Gonit. Mình thấy nếu như mà giá của nó rơi vào từ khoảng 6.000 kim cương ấy thì ổn đấy. Nhưng mà sáng nay nó khá là ảo diệu. Có người thì 6.000, người thì 8.000, thậm chí người thì 10.000. Mình thì không phải là cái người hên lắm với cái trò này, nên là chắc mình sẽ không tham gia lấy mảnh đâu. Mặc dù là có thể chơi được. Một số bạn thì có nảy ra ý tưởng nó là gì ạ? Mua tượng kim cương để lấy cái sự kiện tiêu kim cương này. Cụ thể là lấy hồn vũ khí cũng như hồn hiệu sách rất là nhiều. Mình cũng thấy đây là một ý tưởng không tồi. Tuy nhiên chỉ dành cho những ai mà còn dư giả kim cương thôi. Hôm nay là ngày thứ 6, như vậy cũng chỉ có những cái mục đấy thôi, đúng không? Còn những cái khác thì nó cũng không quan trọng lắm. Mình xem săn bản sao nào. Rồi, săn bản sao của Yorizi thì nó không như kiểu Leo La dị, rất đơn giản. Rất đơn giản thôi. Thời điểm này thì tư chất 14 nó có rất là nhiều rồi, cho nên là săn bản sao nó cũng sẽ là khá là hạt rẻ, dễ dàng thôi, kể cả Leo La dị. Sau này chỉ có săn bản sao của Art Grimson là tương đối là bục mặt, vì Art Grimson nó giảm công cho toàn bộ võ sĩ, kể cả nam lẫn nữ, cho nên nó mới khó chịu. Chứ còn đâu thực sự thời điểm này săn bản sao nó không còn quá khó, rất đơn giản thôi. Ngày xưa săn bản sao Kula với Kunik cái gì tư chất 14 ấy các bạn, cực kỳ khó khăn luôn. Cực kỳ khó khăn luôn, phải gọi hội, phải gọi team đi cùng với nhau thì mới săn được, còn không thì không thể săn được đâu. Thời nay thì nó dễ hơn nhiều rồi, đúng không? Rồi, mình nhận tưởng thôi. Hôm nay có online được đâu. Còn quá nhiều thứ mình chưa làm luôn. Rồi nhưng mà thôi, một video không nhàm chán khi mà nó phải gồm những cái thứ hay ho, đúng không? Chứ không phải là gồm những thứ nhàm chán. Mình tẩy luyện một chút đi, chủ yếu là cho Omega Rugal khi mà nó chưa được gọi là quan tâm đúng mức từ trước tới nay, đúng không? Đâu rồi nhỉ? Đây rồi, tẩy luyện thì bấm vào trang phục. Xem nào, có lẽ mình tẩy luyện cho cái gì nhỉ? Cho cái áo nó lên phát nữa đi, đúng không? Chúc phúc đi các bạn. À rồi, đúng rồi, chúc phúc đi, cho lên cấp 5 đi. Chứ tẩy luyện 20 lần thì mình nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Rồi ok, 10 lần cho nó nhanh. Rồi, tạm thế đã, đúng không? Rồi, hai cái này tương đối ổn rồi. Mình sẽ tiếp tục nâng nhỏ cái cột HP nó lên cao cao một chút. Đấy, chắc chắn rồi, Omega Rugal sẽ là một trong cái tướng chủ lực của mình sau này, mà mình sẽ không thể gọi là thay thế được, đúng không? Thay thế thì tốn kém quá. Rồi, tốn phê đấy. Mục này thì nó tốn 200 tinh thể một lần. Cái bên dưới là tăng công thì nó còn tốn tới, mình nhớ không nhầm, là 240 một lần. Rồi, sao hết rồi mà vẫn chưa thấy màu mà đổi màu. À đây rồi, người nhà gà rán nó hô là nó phải khác biệt thế các bạn, nó phải khác biệt đấy. Rồi xem hoàn thành đủ sự kiện chưa.
trăm lần à? Trăm lần thì chưa chắc đã đủ đâu. À đủ 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 đủ. Thơm mỏi này đúng không? Thẻ VIP ngon. Mình rất là yêu thích những cái thẻ có xí nữ này. Rồi, mình vẫn chưa đổi đội hình đâu. Nhưng mình nói rồi, còn lâu mình mới đổi đội hình. Đấy. Nguyên nhân đó là chưa đến thời điểm. Thứ hai là mình vẫn còn rất là nhiều cảm hứng với team siêu nữ. Nhiều bạn cho rằng team siêu nữ là cứ phải phụ nữ, nhưng mình xin nhắc lại là với mình chỉ cần có Shermie và một vài tướng nữ nào đó, mình có thể gọi là team siêu nữ rồi. Bởi vì cái nội tại chính là team siêu nữ mà. Cũng tương tự như các bạn chỉ cần cao nét kết hợp với một hai con team hỏa là có thể gọi là team hỏa rồi, đúng không? Đấy, hạt nhân của nó như thế thì bọn còn lại nó phải theo rồi chứ. Các ông cứ bắt bẻ từng từ từ một để ai chơi. Rồi đấy, cả ngày mon các bạn nhìn này nó kinh nhỉ. 50.000. Chết em. Ui đủ có lên sảnh rồi này. Ta đâu có đáng sợ thật. Đây là mình không chủ động nâng đâu các bạn ạ, tự nó hoàn thành đấy. Thật là ta đâu có đáng sợ. Quá đáng sợ luôn. Xem có thằng công nhân nó đứng chơi không. Nổ uông xi măng. Ôi găng thỏi bị âm à. Sao găng thỏi mình không âm mà nó lại thành như này nhỉ? Nó lại thành về không thế này được. Không được đúng không? Phải cho găng thỏi nó dương một tí. Đấy đúng không? Không cho dương 3 đi. Chứ ai lại để không thế này. Đến lúc cần cái gì nó sẽ khá là thiếu thốn. Rồi thép cũng thiếu quá nhỉ. Mình xem có cái gì mà thép lại thiếu thế. À rồi, để nó biến thành gỗ gỗ trầm ở đâu. Để nó biến thành, để nó thành lò xo thép các bạn. Từ từ đã đúng không? Em lò xo thép từ từ nha. Mình làm tí thép carbon này. À cái gì nhỉ? Luyện tí dây thừng này đúng không? Luyện tí dây thừng này. Khoảng độ kết thúc cái video này thì mình ra mình câu cá đúng không? Lâu rồi chưa câu đấy các bạn. Tích tụ đấy, 18 trên 20 đấy, ít gì đâu. Đấy, 18 trên 20 đấy. Tầm này cá mú của nó vẫn chưa chất lượng cao đâu các bạn ạ. Nên là ai có thì mình nghĩ là cứ thế mà dùng thôi, đổi thôi. Đấy, tí nữa mình sẽ nói về cái đổi của con cá sau. Hôm qua mình cũng test xét qua một chút rồi. À, nhận thôi. Hạng thấp thành ra là chả được bao nhiêu các bạn ạ. Đây, đá thân hai cái thôi. Làm tí PK này. Mình đánh PK mình tự nhận là khá là cảm xúc, nhiều cảm xúc, đánh không hay nhưng mà rất nhiều cảm xúc. Đấy, trận thắng thì không nói là à, trận gì nhỉ? Trận thua thì không nói làm gì rồi đúng không? Nhưng những trận mình rất là có cơ hội thắng thì mình vẫn biết cách là gì nhỉ? Giả vờ đánh kém để làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn đúng không? Đấy, các bạn xem nhiều đều biết này. Đấy, lửa là cố tình, nửa là bị thế đúng không? Rồi. Hỏi chấm nữa các bạn này. Whip về tay ta rồi. Ai cả ta chọn whip á? À không được, mình phải chọn Shingo. Ê, xin lỗi. Ê, Shingo nó cái gì nhỉ? Khó chịu hơn nhiều. Rồi đội bạn không có whip à? Chơi với mấy cái tay mà nó biết mình chơi team siêu nữ, nó cứ nhè nhè mấy con nữ, nó chọn ức chế lắm các bạn ạ. Chủ yếu là ức chế mặt tâm lý. Rồi rồi, tự tin rồi đúng không? Tự tin rồi. Ai cản ta? Xem đội bạn có yêu đi không? Rồi, có lêu la dị. Chết em, lêu la dị nó giảm công cực kỳ kinh khủng các bạn. Đành phải ra trang béo rồi chứ. Rồi, thôi tạm thời thế á. Cao nét của mình cũng cũng mình nghĩ rằng cũng không có gọi là quá mất mất nhiều lợi thế so với lêu la dị đâu. Đấy, bên đoạn cũng có chít hỏa gì. Đấy, được rồi, để tất tích. Ấy đúng không? Đau lắm các bạn ạ, đau lắm. Đau đau đau. Rồi. Riêng gặp phải Shingo thì mình nói luôn không có cơ hội nhìn thấy mặt trời các bạn. Không có cơ hội nhìn thấy mặt trời luôn. Câu à, câu à, ông giỏi ông câu đây. Ông giỏi thì ông câu đây. Andy câu đây.
Ông phân vân cái gì đó đúng không? Chắc anh whip là hết cỡ gì. À này, nhè vào Shingo à. Mình xem nào. Có nên làm thịt không nhỉ? Chưa được các bạn ạ, chưa được. Thôi mình phải ra thổ thôi. Chưa xử lý được các bạn. Tìm luôn. Kể quả đấy mà có tuyệt kỹ của có độc chiêu của Shingo thì phải tốt không nhỉ? Không choáng rồi. Về cơ bản thì thủ thì nó không có xoắn ai đâu các bạn. Kể cả ca phẩy nhé, kể cả Yori nhé, nó không xoắn bất kỳ ai cả. Zero thì phải có đỡ đòn, nhưng mà thổ thì không cần. Anh đây không cần. Mới có turn 3 thôi. Lao với ông theo được. Lao với ông theo được. Mày thách thức à? Thách thức à? Quả đấy câm lặng thì thú thực các bạn, đội bạn khóc bằng tiếng mán luôn. Thật đấy mà câm lặng thì đội bạn khóc bằng tiếng mát, câm lặng hai lượt chứ không phải một lượt đâu, có mà khóc bằng tiếng mát đúng không, vỡ hết plan. Chơi kiểu 3 vs 4 á, láo thực, đợi mình hết khiên đấy các bạn, khốn lắm, đợi mình hết khiên đấy đúng không, đội bạn có chít hỏa thế. Tôi còn lạ gì anh? Đấy. Tôi còn lạ gì anh? Các bạn thấy rất là đờ bò đúng không? Rất là đờ bò. Không sao. Tơn sau khả năng cao là thổ của mình nó lại có nộ rồi. Đấy. Khi mà lêu la dị của đội bạn có độc chiêu. Ông giỏi ông trốn đi. Có thế thôi đúng không? Ông giỏi ông tính nữa đi. Này thì tính này, người tính không bằng trời tính đúng không? Ta chưa phải là trời nhưng mà ta là thần đấy. Rồi nó quẩy cho nó quẩy cho này thì câu end đi câu này, hai tơn nữa vẫn chưa có độ được các bạn. Này, hai tơn nữa may ra mới có độ nhá. Shingo mình ở đội Shingo nó mà vậy thì không nhìn thấy mặt trời luôn. Này, ông giỏi ông tính nữa đấy. Ta đâu cái đáng sợ cái nhỉ? Thôi bình tĩnh này, thắng mẹ ăn chắc đã các bạn. Đấy, không nó mang lên group nó cái gì nó cười cho đúng không, đã thua lại còn vênh váo ấy. Mình khuyên các anh em nào thích ta đâu có đáng sợ thì cứ hãy thắng nha, thắng to ấy thì hãy ta đâu có đáng sợ. Đấy, không là bị đăng lên group đấy đúng không, đăng lên xấu mặt đấy. Sao nào, thôi rồi ai cản ta đúng không, ai cản ta hỏi thế cho nhanh. Hai con hỏa hàng sau đấy các bạn đấy. À quên mất, hai con đả hàng sau đấy. Không có kế thừa cũng phải quẩy. Không có đả cũng phải quẩy. À cái gì à, không kế thừa cũng phải quẩy. Cao nét này. Đội bạn mình bảo rồi, vỡ âm mưu hết ngay, có cái gì đâu, có cái gì đâu. Còn cái gì đây? Lêu la dị mình nghĩ chưa có bao đâu đấy, thấy chưa? Anh bảo rồi mà lại. Cái tội ông cũng đi câu câu. Đi câu rồi. Quen thì đúng không? Đánh cho nó chừa luôn thì nó quen này. Thói gì đâu. Đi câu. Câu này. Đấy, ông giỏi ông câu nữa đi. Ông câu nữa cho tôi xem. À ông này ông sẹo à. Ông sẹo này cũng mới làm, gọi là lính mới làm YouTube đây mà đúng không? Rồi, đen rồi, đen cho chú em rồi đúng không? Chú em chiến thuật khá đấy đúng không? Nhưng gặp đúng phải tay cao thủ của anh như anh ấy rồi. Cái gì ạ? À? Đại tông sư đây rồi đúng không? Rồi. Thì chạy đâu? Láo anh theo được. À bị cù nhầy à. Mình thấy đội bạn này chiến thuật là chuẩn đấy.
chiến thuật là chuẩn mực đấy các bạn, biết chơi đây đúng không? Nhưng mà như thế là chưa đủ đúng không? Nhưng mà như thế là chưa đủ. Rồi, chủ yếu trận này mình hên một chút là có Shingo. Đội bạn có cơ hội chọn Shingo ngay từ đầu nhưng mà không dùng thôi đúng không? Mình thì dùng rất là thành thạo Shingo rồi. Mình dùng rất là thành thạo Shingo rồi. Đấy, cho nên là cái gì nhỉ, các bạn thấy mình dùng rất là tốt đúng không? Leo La Dị câu máu rất là ghê gớm đấy, chiến thuật rất là ghê gớm, nhưng không thể là cái gì nhỉ, gì đấy, đúng không? Âm mưu không thể là thành công được đúng không? Thôi mình đành phải chọn Anis rồi đấy, khi mà cái khả năng của nó là rất là lợi đấy. Rồi ok, đội bạn đã bớt lại cho mình Yori Dị đấy. Zero thực ra tư chất 14 ngon hơn đúng không? Phải nói là tư chất 14 nó ngon hơn đấy. Thôi rồi, đội bạn chọn Mary rồi. Sao? Mình thích Angel. Chưa có vẽ à? Có Billy chữ tàu rồi kìa. Coi nào, Leola. À, nhào Vori à? Được. Được, lời thách thức của Sên Mẫu Hùng à? Thiếu tim rắn nhè. Kệ, làm tim rắn thì phải thơm không? Hay mình làm tim rắn đi, có đủ tim rắn các bạn này. Đấy, đội bạn cũng không có gì to tát lắm đúng không? Làm tim rắn đi đúng không? Tim rắn đi cho vui, chủ yếu cho vui thôi các bạn, cho vui là chính thôi, chiến thắng nó cũng là phụ phụ thôi. Đấy, vui là chính, tất cả chỗ này đều rắn hết các bạn nha. Đấy, đà cũng rắn mà ký cũng rắn. Mình rất là thích sử dụng Angel vì whip. Angel nó tăng sát thương lên võ sĩ nam, trông rất là thú vị, nghe chừng nó rất là đam, rất là to. Còn VIP thì các bạn biết rồi đúng không? Cứ 4 turn nó hồi nộ một lần. Đấy, mình đánh turn 3 thì turn 4 nó hồi nộ, turn 5 là thường thường lại có nộ. Đấy, thế là nó rất là nhiều lợi thế đúng không? Rồi, mình tin rằng đội bạn hay là bất kỳ ai thôi, đánh phải cái thằng EG này đấy, thì đều phải chùn tay đúng không? Rồi, mình sẽ đánh hết sức nhẹ nhàng. Ấy đúng không, tôi bảo ông rồi, ông thắng hẳn hoi ông hãy, ta đâu có đáng sợ. Ê, vào anh em nó cười cho đúng không? Nào cho cái gì đấy, Zero quất đê, chắc là kim rồi, láo với ông à, đá không chết đây này. Chết chưa, không chết, biết ngay mà, cái tội căn kè, đáng đời đúng không, cái tội căn kè. Ôi dồi ôi, sáng thấy rắn đây các bạn, sáng thấy rắn đây. Thằng Kyo là thằng phế rồi đấy. Gào ông ghê không, ông ta đâu có đáng sợ, liên tục sợ thật đấy. Em sợ lắm rồi. Vâng ạ, em biết là anh rất là đáng sợ rồi ạ. Thôi nhá, thế là hai con dính hắc ám rồi các bạn, chán tập đấy đúng không? Mình cho cả 4 con dính hắc ám luôn. Cả 4 con dính hắc ám luôn. Buồn như con chuồn chuồn. Quá buồn cho một thế hệ thanh niên. Thanh niên Việt Nam mà, đúng không? Đấy. Rồi, 3 trên 4 con phế rồi. Đặc biệt hai bố con hàng sau. Mắc phế luôn đấy các bạn. Hai bố con hàng sau phải nói mắc phế luôn. Ông này giảm 40%. Thằng này thì hàng xịn thật. Thế ông ấy làm gì à? Thằng này thì cái gì nhỉ? 50% đúng không? Chí mạng. Nhưng mà nó vẫn giảm lộ được đúng không? Nó vẫn giảm lộ được. Ông này giảm 50% này. Ông này giảm 40% này. Đấy đúng không? Nó không bị giảm phần trăm các bạn, thì nó rất là trâu. Đấy mới gọi là ta đâu có đáng sợ đúng không? Mình nghĩ là không nên giết là người làm gì cả đúng không? Mình sẽ giết mấy cái con nó có ý nghĩa ấy. Nào thì chí mạng đi. Không chí mạng cũng không đỡ đòn. Ý là chi? Điền ghê, được có 600.000. Mày là hack à? Quải nó đỡ đòn 100% các bạn ạ. Ông toàn chơi hack như này thì đánh cái gì? Kinh, cho cả cà phê lên trước. Đấy có thế chứ đúng không? Rồi hai bố con này mình không thèm giết luôn này. Kinh quá đấy. Chết em rồi các bạn.
Không biết tên sau đội bạn có cái gì nhỉ? À ôi vẫn còn hai con vệ à. Trận này mình lại thua nhỉ. Mình đánh nhầm ở chỗ nào ấy. Thằng Ca Phẩy nó mạnh quá các bạn. Diamond của mình lại quá yếu đúng không? Ca Phẩy mạnh quá, nó cắn tanh tất hết cả. Trong khi đó Zero của đội bạn phải nói là phòng thủ là tuyệt vời mặt trời. Mình thua phát Diver xong rồi thua thằng Zero ấy. Không thể phá nổi tanh, thành ra mình không đục vào thằng Teddy. À không đục vào thằng Ca Phẩy. Chứ quả đấy mình đục vào Ca Phẩy ở trận này không thua đâu. Ai dè Ca Phẩy nó cái cứng quá. Thôi trận này thua rồi. Ca Phẩy nó gọi là trận này gọi là đánh quá hay luôn. Và Zero đó. Nó chí mạng quá là ghê gớm luôn thật. Cả cái gì đỡ đòn quá ghê gớm. Thôi thua thua. Để đội bạn cái gì nó ta đâu có đáng sợ được phát đúng không? Không cười được nó. À cay quá. Nhưng mà thôi phải chấp nhận thôi đúng không? Đội bạn nó một là nó hên. Hai là chắc cũng có Zero thật. Chứ mình không nghĩ là chọn Ainis là sai lầm đâu. Khi mà có Iori rồi, Iori nó lại không bóp đúng được đúng không? Không chỉ mạng Zero phải nói kinh khủng thật. Thôi phải chấp nhận thôi. Tuy nhiên thì mình không nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày đen đâu, chắc chắn là sẽ lên ở hạng đấy đúng không? Rồi. Ấy con Omega Rugo kinh nha các bạn. Rồi. Không sao hết, mình có không phải dùng Shingo các bạn. Đấy, bản này phải Shingo. À, không biết dùng Shermiloi rồi. Bên trong này toàn rác cái gì mà. Mình không mở mình cũng biết, đấy chưa? Đấy, toàn mấy con tư chất thấp rồi. Boss ở ngoài hết rồi còn đâu. Mình là người đánh trước. Đấy, xem quả này Omiarugo sẽ gọi là cướp đoạt được cái hiệu ứng gì. Rồi, đội bạn nói chung hai bên đều có rất là nhiều tư chất cao. Rồi. Shermiloi giảm công. Cho một con vệ nó không có nhiều nổi bật như là Raf lên này. Raf khi lên môn thì nó rất là khỏe. Bây giờ rồi lên môn thì tất cả các võ sĩ đều như con nào có cái hay của nó cả. Kể cả Benimaru sắp tới update môn các bạn ạ. Nhưng mà chưa update môn thì nói chung thì võ tư chất thấp đúng là tư chất thấp thật. Đúng như cái tên gọi của nó. Đúng là tư chất thấp. Phát sau là sẽ có choáng các bạn nha. Choáng. Cái gì Amishiro không phải phát sau mà mấy phát sau đó. Rồi. Thằng Trang Béo đảm bảo là không bao giờ thấy được mặt trời rồi. Mày hồi sinh đây. Đấy đúng không? Thế là vừa. Mình tính rồi. Hôm trước đã bị ăn một vố rồi. Bị nó cái gì nhỉ? Định knock out đối phương nhưng mà nó có cái gì à? Trang Béo không làm gì được. Không chết được à? Yếu ghê. Tên sau đội bạn vẫn chưa làm gì được các bạn. Mình là người đánh trước cơ mà. À đội bạn đánh trước à? Căng con nhà bà cò ghê. Phải gọi là cái gì nhỉ? Hách nó vần các bạn đúng không? Hách luôn. Quá ghê gớm thật. Ta đâu có đáng sợ thật. Đội bạn không dám giết thằng Rap luôn. Chuẩn chỉ đấy các bạn. Đội bạn đánh hết sức chuẩn mực luôn này các bạn. Cực kỳ chuẩn mực luôn. Nhưng mình cho rằng điều đó sẽ không giúp đội bạn tránh khỏi một cái thua được. À, tăng công tăng thủ đây. Nhiệm vụ của Lôi. Thế mà không giết được nhỉ. Rồi, chít hỏa là một con đam mình đánh giá cao. Mình đánh giá cao chít hỏa. Có Omega Rugo rồi thì nói chung là không phải phải no bị hạ cục sớm. Rồi ok, đội bạn nhiều tư chất 14 thì kia nữa thì rất là khó để hạ cục mình sớm. Xem đội bạn làm gì nhỉ. Khó nhé. Nó không sao các bạn. Omega Rugo còn hồi sinh cơ mà. Rồi.
Mình thấy mấy cái bạn bên đánh bên QQ thì nó không đánh Omega đâu các bạn. Thì nó biết hồi sinh nên là nó không đánh. Ơ. Đủ tư chất 14 rồi chứ nhỉ? Mình thấy có 3 con, 4 con xong nó lại không hồi sinh nhỉ? Mình đã chết lần nào đâu nhỉ? Lạ nhỉ? Lạ thật đấy. Ô hay. Cái này mình phải xem lại video. Sao lại không hồi sinh nhỉ? Tổng hai bên chỉ cần 3 con là hồi sinh được rồi các bạn ạ. Trong ghi chép, trong sách giáo khoa đấy. Chết thật. Lạ nhỉ. Để tí nữa mình vào mình đọc lại sách giáo khoa xem nào. Thế này không được đúng không? Thế này không được. Ông chơi sách lậu này chơi gì? Không thể được đúng không? Ai ông chơi sách lậu này. Phí lần cái gì đấy. Nốc ao của mình đúng không? Cái pau của mình đúng không? Tiếc quá nhỉ. Không sao. Chuyện quá bình thường các bạn. Ồ, tốt quá. Cố lên rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Vì con này nó có pau các bạn. Con này nó có pau. Chị Orochi kiếm đâu ra pau. Đấy đúng không? Rồi ôi. Mình tự phục mình quá. Quá ghê gớm các bạn. Ông hồi sinh nữa đi đúng không? Vua hồi sinh đây rồi đây này đúng không? Còn chưa dám nói năng gì này. Rồi. Được, cái trận này mình nói rồi mà nó rất là cảm xúc. Đánh nó rất là cảm xúc. Rồi, hai trận thắng. Hại não lắm các bạn ạ. Đánh cái trò này hại não lắm. S76, tên chất đấy đúng không? Tên cực chất đấy. Thôi, đội bạn chọn mất Leo là dị rồi. Căng cò ghê nhỉ. Mình chọn ca phẩy với Clark thôi các bạn này. Mình đánh giá Clark cao hơn Godit. Vì muốn đánh hàng sau thì phải có Godit. À, thì Godit phải đục được. Nhưng mà cái gì nhỉ, lấy ai đục bây giờ? Ca phải à, cũng được coi nhưng mà bị giảm công rồi. Đánh hàng sau nó chủ động hơn. Đây đúng không? Đánh hàng sau nó chủ động hơn. Angel rất là hay mà nhiều bạn không thích chơi nhỉ. Mày hay đánh hàng sau đi, đúng không? Đánh hàng sau đi. Đánh hàng sau đi cho nó máu. Rồi, liệu là gì? Chàng béo ấy. Mấy cái loại hồi sinh này đánh vất vả lắm các bạn. Chưa kể đối bạn nó có Conit, nó không cần ra trận, bên ta vẫn có tỷ lệ hồi sinh. Rất là ức chế đúng không? Trời rất bẩn. Rồi, bên mình đánh trước đấy. Hồi âm mưu vẫn là lock out thôi các bạn. Này, Clark, chủ yếu con Clark ấy. Clark với cà phê. Rồi, à láo thật đấy các bạn này láo không? Bạn nhìn cái độ láo của nó. Độ láo của nó đến cỡ nào đúng không? Cho hắn lêu la dị hàng trước. Sợ thật đấy, láo lắm. Đấy, siêu láo luôn các bạn. Láo nháo với tao. Láo quá. Đấy, sợ Clark đấy các bạn. Nhưng mà không sao. Thế thì mình càng dễ câu đúng không? Càng dễ end đi câu. Đấy là cái thế mình, cái thứ. Đấy là lý do mình lại bảo tại sao là bên mình lại chủ động đấy các bạn. Đấy, chủ động sáng tạo ra như thế đấy.
mình có thể câu máu đối phương tương đối dễ. Rồi đội bạn có nộ rồi mà nó không chịu ra thôi. Đấy. Ông câu cái gì đấy mà câu. Tốt rồi, ông câu cái gì để mà ông câu. Mình sẽ tiếp tục câu thôi. Đúng không? Tội gì không câu. Nghề câu, câu là nghề của em rồi. Bác cứ để em. Mày rồi, mày chết luôn đi. Mình thôi, đây, lần này mình phải sẽ đặt cược một một tay vào thằng Trang Béo. Này, đặt cược một tay vào Trang Béo. Đấy, các bạn nhìn thấy đôi bạn rất đờ bò đúng không? Anh ta rất là đờ bò. Đấy, dương cung bắn mèo luôn. Rồi, anh ta rất là thể hiện. Anh ta rất là thể hiện đúng không? Anh chàng thể hiện à? Mày huýt sáo gọi ai? Ông làm gì thì ông làm đi. Ôi giáo ôi. Mình sẽ nào. Đây đúng không? Mình nhìn thế này là best rồi đấy. Đấy. Đúng không? Chả thế này là best thì còn thế nào là best nữa. Mày giỏi mày hồi sinh nhé. Thôi không hồi sinh rồi các bạn. Thế thôi đúng không? Ôi quên. Phải Robert trước chứ. Nhưng mà thôi không sao. Vô lý, một đống này mày lại không giết được mày à? Một đống này mày không giết được mày à? Đúng không? Vô lý. Quá vô lý. Rồi. Cái gì các anh em mình, em xin để đây và không nói gì. Em xin để đây và không nói gì. Các anh em mà cái gì cùng tham khảo đúng không? Những cái trận đấu phải nói hết sức mẫu mực, hết sức mẫu mực. Nói chung là cái gì nhỉ? Cũng muộn rồi, các bạn cũng gọi là buồn ngủ chút, vừa đánh vừa buồn ngủ. Rồi, mình vẫn còn rất là tỉnh các bạn nha. Vẫn còn rất là tỉnh. Anh rất tỉnh và đẹp trai. Rồi, Kasumi kế thừa cao ấy, nhưng mà từ từ đã. Mình kiếm ít tư chất 14 á. Chế độ nào thì chế độ tư chất 14 ấy, nó vẫn có những cái lợi thế nhất định. Thôi rồi. Ông ấy chọn mất hai con vệ rồi. À rồi. Ông ấy chọn cái gì nhỉ? Bớt đánh bao à? Benimaru. Lục môn Benimaru rất là đẹp mắt các bạn. Cực kỳ đẹp mắt luôn. Chả nhẽ mình nhảy hy sinh người ác này làm chơi con Benimaru ấy, nhìn nó rất là đẹp mắt. Takuma. Mình không cần phải quân quá mạnh đâu các bạn. Đủ combo ở được. Cái trận này mình lại nhìn thấy combo rồi đấy. Đủ combo ở được. Không nhất thiết phải là quá mạnh. Đủ đồ ở được. Rồi. Để khống chế được bánh bao thì tốt nhất là cái cho Athena. Thằng bánh bao này nó cái thằng mê gái này. Nói thầm yêu con Athena này thì cái gì? Ai chả biết. Wow. Này thì mày yêu thầm này. Bánh bao không ăn này, thích ăn bưởi à? Láo với ông theo được. Hô cái gì? Hô cái gì? Bên đội bạn nó có con Shumiro rồi à? Trông ngứa mắt quá nhỉ. Mình xem nào. Ca phẩy luôn nào. Đội bạn có hai con kỹ hàng sau. Thôi rồi các bạn, câu máu thêm tí nữa đúng không? Để mình câu thêm tí nữa. Hơi sai, đáng nhẽ phải cho Benimaru lên trên. Benimaru lên trên nó mới chết được các bạn.
chứ Jo này thì khó chết lắm. Thôi không sao, mình cũng có cái gọi là đối sách tiếp theo rồi. Càng xem cái bản King of Fighter bản điện ảnh của Huyền Vương 98 mới đây gọi dạng 3D ấy, mình càng kết thằng Benimaru. Có những cái câu thoại mà nó cực chất luôn. Càng xem càng kết. Có lẽ bóp là không phát này. Bóp thằng chàng béo này cũng không phê lắm. Mà thôi. Méo mó con không. Không hồi sinh mà chết em. Không sao, Benimaru nó giảm công rồi. Nó đỡ đỡ rồi. Nội tại của Benimaru đã giảm công. Tuyệt kỹ tiếp tục giảm công nữ. Choi là trời sinh sát gái. Còn Benimaru không biết dùng cái từ gì cho hợp lý nhỉ. Nó làm cho phái nữ phải nói là cái gì. Không làm ăn được gì luôn. Yếu ngay, các bạn thấy Chumi Lui yếu ngay. Cula còn phải lệ vài phần. Thôi rồi. Đến thời điểm mà Benimaru phải ra đi rồi. Thôi phải để cà phê. Mấy con luôn không phải mình cà phê. Mấy con nó bóp phải chết được. Đội bạn này các bạn này quá tỉnh đúng không? Quá tỉnh luôn. Quá tỉnh luôn. Ông yếu cái gì nhỉ? Đấy, nó có hồi máu này, nó cũng hồi tí tí rồi các bạn này. Đánh rất chuẩn đúng không? Chuẩn thật đấy. Đánh cho đúng con giọt máu. Sợ thật. Đấy, ông gọi một câu nữa đi. Ông gọi một câu nữa cho tôi xem. Tơn 6 rồi. Và hai bên mình vẫn đội bạn mới còn chết một con thôi. Còn mình thì đội bạn nó không thèm giết rồi. Nó cứ ngồi nó câu rồi này. Nó cứ dứ này. Bực ghê lắm các bạn. Thôi đây đúng không? Đấy, ông giỏi cho ông dứ nữa đi. Đánh hết chỗ tay luôn. Đây. Đây đúng không? Đấy, mình cá là đội bạn không có kế thừa Shimiloi. Yếu quá. Đấy, ông giỏi ông câu nữa đi. Thế này thì mình nghĩ là không ai có thể câu được nữa rồi đúng không? Đội bạn không có hồi sinh. Đấy, những cái trận đấu mà nó hết sức gọi là nó gọi là tranh nhau từng milimét máu một các bạn. Có Pau mà không ai thèm Pau à đúng không? Mình thì có Robert mình không thèm dùng. Đội bạn thì có Shaiju. Rồi thôi, mình nghĩ đã đến lúc dứt điểm rồi. Xem nào được chưa? Đến lúc rồi đúng không? Đến lúc rồi. Hai phát chí mạng này mà mày còn không lên thì thôi đấy. Đấy đúng không? Mình bảo rồi, trong các chế độ là chế độ này là mình đánh tốt nhất. Không chém gió với các bạn mà lại. Đúng không? Cho nó búp hai lần chí mạng. Mình chả biết là có cộng dồn hay không, nhưng mà nói chung là chí mạng nó cao. Đấy. Thắng là cái điều đứng nhiên. Rồi. Kim Bao bậc 2 rồi. Đánh trình độ lắm rồi. Mình hiểu rồi, đánh trình độ lắm. Chả qua là anh Hùng không gặp thời thôi. Thành ra là hôm trước đánh nó tương đối kém thôi. Chứ cái gì nhỉ? Một gặp phải một hôm đẹp trời hôm nay là ổn ngay các bạn. Có cái gì đâu, đúng không? Thích đủ thứ. Ông này đi tủ đâu cũng biết đây. S53. Mấy ông cú đêm đánh với nhau này.
Phí chơi mì lồi quá nhỉ. Phí quá. Thôi rồi, có Golit rồi, đừng có chọn chơi mì lồi. Shaiju nó búp tim hỏa hả? Thôi, nhưng mà mình làm gì có kế thừa của Shaiju. Phát trước các bạn thì cái cặp chí mạng mình rất là ghê đúng không? Mình không thèm dùng Clark luôn. Đấy, vì nó không cần thiết. Mà thực ra quả đấy có Clark hay có dùng hay không thì họ như nhau. Chọn Choi cho nó đánh Damawe. Và quan trọng rồi, nó có cái chí mạng cao. Nói chung chí mạng của Choi với con kia nó cũng ngang ngang nhau. Trận đấy thì nói chung đội bạn bị vào cái thế của mình rồi. Đấy, thế chắc chắn phải thua rồi. Mặc dù đội bạn cũng rất là rền rứ. Nhưng bên mình còn rền rứ tốt hơn. Đấy. Không có vệ đây, team không vệ đây. Bên đội bạn thì cũng đại loại thì thôi. Bánh bao không thể ngang được với con vệ chất được. Rồi, trận đấu này sẽ là một trận đấu khó khăn. Lúc đó thì cần những con người phải tỏa sáng. Rồi, trận đấu sẽ là trận đấu khó khăn đây. Hứa hẹn là một trận đấu khó khăn. Robert đi, để cho nó có cái độ phê pha. Đấy. Tìm nữ nó hơn thêm hưng phấn. Đấy, đấy. Liệm thần chú à? Bà liệm thần chú như rồi ấy. Không choáng, quẩy choáng mới ăn thua chứ không choáng này vẫn đi rồi. Bánh bao loại ăn máu ngay, ăn bánh bao ngay. À, câu à. Andy câu à. Rồi này câu quả quánh cho mất cần luôn các bạn. Này, câu à, cái tội y câu. Mình sao nào? Như thế này thì nguy hiểm quá đúng không? Thôi, đánh knock out rồi các bạn. Đánh nhóc ao thôi, chứ dí thêm mà chết đấy. Sao lại vẫn là con này à? Mình phải tưởng nó phải ra con khác chứ. Nhẹ ơi, tốt rồi, đỡ đòn thì phát nữa đi. Chết em rồi, nó không đỡ đòn nhỉ. Quả đấy vô hình như nó chưa bao đúng không nhỉ? Mình tính nhầm à? Không, thực ra quả đấy mình không nghĩ là thằng con quả đấy Joe nó mất một ít máu rồi. Mình tưởng là nó phải hút vào Shumi Lôi cơ. Đấy. Hoặc cả thằng Andy cơ. Đằng này nó lại hút vào thằng Joe. Này chúng ta nên nhớ là cả hai bên đều không có vệ. Điều này là quan trọng. Khi mà rất là dễ dàng đánh knock out. Mình sẽ đánh knock out thôi. Có Golit sẽ là một cái lợi thế đấy. Không không có gì phải lo lắng quá đâu các bạn. Tầm kiểm soát cái gì ạ? Tất cả vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Phí Robert quá nhỉ. Rồi, ít ra nó phải trúng được người thế chứ. Rồi, tốt rồi. Đấy, tốt rồi. Đấy, ông muốn làm gì thì ông làm đi. Ông muốn câu cái gì ông câu đi. Thế nào đội bạn sẽ cũng nhằm vào whip thôi, đúng không? Đấy, cái điều không thể tránh khỏi rồi. Đấy. Rồi, tất cả nằm trong kế hoạch rồi các bạn ạ. Rồi, chạy đằng dài đúng không? Có mà chạy đằng dài. Ông chạy lên dài vào này nha. Chạy đấy. Rồi, các bạn không thể nói mình ăn may được đúng không? Không thể nói mình ăn may được. Tính toán phải gọi là quá chặt chẽ luôn. Trời ơi, nó bắn phát triệu máu. Rồi, nó mình... Thôi mình xin để đây và không nói gì. Những cái trận đánh phải nói là
quá là sách giáo khoa đúng không các bạn? Đấy, quá sách giáo khoa luôn, hạng tăng ở bầm. Cứ thế này chả mấy chốc mà leo lên đến top 1 đúng không? Đấy, chỉ một trận một hôm thôi đã leo lên top 4 rồi. Đấy, các bạn thấy quá là đáng sợ đúng không? Hôm nay công nhận phong độ cao thật, phong độ cao thật. Đấy, đánh nó hay được các bạn, đánh nó hay được, đúng không? Đánh nó rất là hay. Không như mấy hôm trước này anh chán chết. Đấy, chiến thuật chiến nhất nó áp dụng được rất là đúng. Đấy, mình cảm thấy mình là chính mình rồi đấy. Đấy, hôm trước này không nhận ra luôn. Rồi kiểm tra con Omega Ruggle, mình nhớ là nó phải hồi sinh chứ nhỉ? Nó phải hồi sinh chứ. Kỹ năng nội tại mày để làm cái gì? Trong trận đấu nếu có 3 võ sĩ tư chất 14 không phân biệt địch ta. Hôm trước thì mình để ý là cái lúc bắt đầu khởi nguồn ấy thì mình vứt ra 3-4 con rồi. Nhưng mà đến lúc cuối cùng thì chỉ còn có 2 con võ sĩ tư chất 14 thì võ Omega Ruggle nó không hồi sinh. Thế thì không nói làm gì rồi đúng không? Đằng này lúc ý chắc chắn có 4 con võ sĩ tư chất 14. Thêm nó không hồi sinh. Gà rán nó chôn mình đấy đúng không? Đề nghị các anh em làm trong ban quản trị không cái gì nhỉ, không chôn sau lưng để đem lại cái tính công bằng nhất cho người chơi. Chứ như này thì bất công quá đúng không? Xoay đằng nào ông cũng vặn lại chết tôi. Bốt sẽ rơi ngày mai các bạn nha. Thôi mình đặt auto thôi đây đúng không? Mai 7:30 à? 7:30 tôi thứ mấy? Thứ 7. Chịu, giờ đấy không online được. Thôi rồi, hôm nay tạm thời thế đã, đúng không? Mình nghĩ là đây cũng là một cái video rất là mẫu mực về đánh Pekani server rồi, rất là hay. Mình còn phải khen là hay cơ mà. Đấy. Rồi, đang có event hôm nay mình cũng mới nhận có cảm xúc hay tốt như vậy, mình cũng mới được cái nhận là thông báo phần thu nhập trên kênh YouTube của mình. Đấy. Nó cũng chả được bao nhiêu đâu so với cái công sức cũng như là thời gian mình bỏ ra. Đấy, không phải vì tiền đâu các bạn, nó chả bao nhiêu cả, nhưng mà dù sao thì cũng gọi là mua được hộp bánh hộp kẹo đúng không, lạp được cái lợi tức thì đỡ phải gọi là tốn tiền lạp lợi tức hàng tháng, thì nó cũng gọi là lấy cảm xúc thôi. Đấy, lấy cảm xúc thôi, và thực sự cảm xúc của đem lại cho mình khá là tốt. Đấy, khá là tốt, cảm thấy cái vui vui thôi, mặc dù nó chả là bao nhiêu cả. Đấy, thực sự rất là bèo bọt. Đấy, nhưng vẫn đem lại những cảm xúc rất là tích cực. Mình vẫn rất là mong muốn nhận được thêm nhiều cảm xúc tích cực như vậy nữa. Con số 7.000 sub là một cái con số không nhỏ. Mình rất là cảm ơn các anh em từ trước tới nay đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ. Và mình muốn và mình tin rằng và mong muốn con số này vẫn hoàn toàn thể tăng thêm được nhiều hơn nữa. Vì người chơi Quyền Vương 98 vẫn còn rất là nhiều, đặc biệt những người chơi mới, chứ hoàn toàn là không phải là toàn người chơi cũ. Các server mới của Quyền Vương 98 hiện nay tốc độ ra không còn quá nhanh như ngày xưa. Tuy nhiên vẫn có và lượng người chơi vẫn rất là máu lửa ở những server mới, server 160 mấy đấy, vẫn rất là máu lửa. Với thông điệp luôn luôn là muốn lưu giữ người chơi Quyền Vương 98 lại lâu hơn bằng cách truyền lửa, truyền cảm hứng, truyền những kinh nghiệm, những hiểu biết của mình về game Quyền Vương 98, những niềm vui của mình về game Quyền Vương 98 tới những người chơi khác. Kênh Quyền Vương 98 hứa hẹn và mình mong muốn sẽ là những cái cầu nối cũng như là lời để những người chơi Quyền Vương 98 có thêm động lực chơi, có thêm những cái ý tưởng, có thêm những cái cảm hứng, niềm vui khi chơi game Quyền Vương 98. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành suốt với kênh Từ Lũ S98 suốt thời gian qua, và mình mong muốn niềm ủng hộ đấy sẽ còn được kéo dài lâu hơn nữa với sự ủng hộ nhiệt thành hơn nữa, đặc biệt là các bạn hay gọi là gì vụng trộm này, xem trộm này đúng không? Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình là Tù S98. Quên mất là các bạn đừng quên là gì vào group team siêu nữ đang có sự kiện cái gì nhỉ, tặng thẻ lợi tức và siêu lợi tức cho các anh em tham gia gọi là mấy cái trò chơi vui vui. Đừng bỏ lỡ đúng không? Thực ra phần thưởng nó cũng không to nhưng mà nó sẽ tương đối là vui, tương đối là vui, vui là chính các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.